Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay. Hôm nay thì tiếp tục đến với bãi biển của em Tiền ha. Địa chỉ là ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vườn của em Tiền có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép giống xong mình lại bên vườn của em Tiền cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này với cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Tiền nha. Không là mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Tiền ha. Để em Tiền giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào em Tiền ha. Dạ chào anh ạ. Xin kính chào quý cô chú anh chị trên kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay sẽ ở lại và giao lưu với cô chú anh chị một lô mai sơ bông mình lại vào mùa hay cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi. Vô mã đầu tiên luôn là mã 1X ạ, một cây sơ bông Sài Gòn. Ở mẫu sơ bông mình lại nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này đã nụ khá là ok nè cô chú anh chị ha. Rồi. Cái này chiều cao 71. Tán ngang là 63. Hoành thân là được 20, tổng hoành cũ là được 46. Và cái này em xin giao lưu là giá là 570 ngàn bao ship nha. Rồi 570 ngàn ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số là 2F nha. Rồi. 2F là một siêu mình lợi ha cô chú anh chị. À, cái này cái tàn khá là ok luôn cô chú anh chị. Cái ha. Này chiều cao là 75, tán ngang được 75 luôn. Rồi. Đang mua 5 gram á nên là em nó đỡ hơi nhanh cô chú. Quỳnh thân là được 21 rưỡi hay tính 21 vậy ha. Rồi, cái này bo già cô chú anh chị ha. Nút nụ đồ thì cũng ok luôn nha. Hàng bao chơi Tết nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái này em giao lưu là giá là 630 bao ship nha. Rồi, đã cây ha. Dạ, hai điện thoại. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 3F ạ. Rồi. Là bao siêu bao mình lại nè cô chú anh chị. Cái này chiều cao là 65. Cái này tàn khá là đều cô chú anh chị ha. Tán ngang là được 75 luôn. Nụ vô rất là nhiều rồi nha. Nút nụ vô rất là nhiều rồi. Quỳnh thân là được 19 nè. Rồi. Ghế củ đế đều có hết nha cô chú anh chị. Cái này bỏ bàn đều 24 giờ luôn cô chú anh chị ha. Dạ. À, bộ ghế nè, tay cầm đi. Đó, ghế bỏ đều 24 giờ luôn ha. Dạ rồi, cái này em xin giao lưu là giá là 650 ngàn bao ship nha. Rồi, đó cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 4F ạ. À. Rồi. Siêu bông mình lại nè. Cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Cây này cao là được 71. Cây này tàn đều và dày tàn ha. Tán ngang là 70. Cây này có cái thẹo tí xíu ở đây cô chú anh chị nhưng nó không ảnh hưởng mấy tới cái cây ha. Cây vẫn phát triển bình thường nha. Bình thân là 21 ạ. Rồi. Tổng hình cũ là được 29 luôn nha. Nút cũ khá là ngon lành luôn. Rồi. Dạ cây này em vô lưu là 670 ngàn bao ship nha. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 5F ạ. Siêu bông bình lợi đấy nha. Rồi 5F ha, một cây bình lợi. Chiều cao là 80 à. Tán ngang là được 55. Củ não luôn ha. Hoành thân là được 18. Đó củ não. Rồi nguyên củ chà bá luôn cô chú anh chị. Nguyên cái củ này là được 35 ạ. Rồi. Dạ. Cây này em giao lưu là giá là 560 nha, bao ship. Rồi 560 ngàn bao ship ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 6F ạ. Rồi. Một cây sâu mình lại nữa ha. Cái này cái tàn rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Nút nụ nè. Cây này là cao là 80. Rồi. Tán ngang là được 73. Có củ dưới luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân là được 17 nha. Rồi. Cái hoành cũ cây này là được 27 luôn ạ. À. Cây này em giao lưu là giá là 600 nha. 600 bao ship. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7 ạ. Siêu bông mình lợi nè cô chú anh chị. Rồi. Cái này chiều cao được 73. Tán ngang là được 70. Cái này nút nụ lên khá là đều cô chú anh chị ha. Lên rất là đều luôn ạ. Hoành thân là được 20. Rồi. Tổng hoành cũ là được 32. Dạ cái này em giao lưu là giá là 600 luôn ha. Bao rồi. Ship. 600 ngàn ha. Dạ. Đổi cây luôn nha. Rồi rồi rồi. Cái mã 8F ạ. À. Siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Cây chiều cao là 90 ạ. À. Tán ngang là 80. Cây này tàn rất là ok ha. Hoành não luôn cô chú anh chị. Hoành thân là được 19 ạ. À. Tổng hoành cũ là được 48 luôn ha. Rồi sang dòng coi rế nha em ha. Rồi cây này giao lưu như đây em. Rồi cây này em giao lưu là giá là 650 nha. Rồi 650 ngàn ha. Dạ 650 bao ship. Đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 9F. Cây mã số 9 ạ. À. 9F ạ. À. Một rồi. Cây số bông mình lấy nè cô chú anh chị. Cao là 55 ạ. À. Tán ngang là 70. Cái tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân là được 23 ha. Rồi. Hoành cũ là được 47 luôn ạ. À. Rồi cái này em giao lưu là giá là 630 ngàn ha. Rồi 630 cô chú anh chị ha. Dạ.
một cây xứng đáng luôn cô chú anh chị. Cây này bao chơi Tết ha, toàn bộ bao chơi Tết cho cô chú anh chị mình nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 10 ạ, là một cây sô bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cây này có cái củ rã lắm nha cô chú anh chị. Coi cái tàn quá trời đẹp luôn ha. Cây này chiều cao là 51, tán ngang là 60. Quỳnh thân là được 21 luôn ạ. Rồi, trời mưa mà em nó quay luôn cô chú anh chị ha. Còn tổng hình cũ là được 40 luôn ha. Cái củ quá đẹp luôn. Rồi cho anh xin không một vòng ơi. Quá trời quá đó cái củ luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cây tàn đều ha, nốt nụ rất là nhiều ha. Dạ rồi, cây này em giao lưu giá chỉ có 800 em bao ship thôi nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này dạ. Cuối clip luôn ha em. Dạ cuối clip luôn, cuối clip kính mong quý cô chú anh chị thương em thì ủng hộ em vài cái mã số nha cô chú anh chị. Rồi. Em có thay mặt cho kênh cũng như em tiền ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em tiền trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào với cái hợp lý mình ủng hộ cho vườn em tiền nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.